Rồi chào các bạn, mình đã Phúc từ fp.photoshop.com. Đối với những bạn đang cần sử dụng Photoshop cho những cái tác vụ rất là đơn giản như kiểu là mở ảnh nè, tất nhiên rồi, chỉnh sửa ảnh cái đơn giản như kiểu là tăng giảm sáng nè, tăng giảm màu, tăng contrast, tăng tăng độ nét, làm cho nó ảnh nó mịn đi, giảm cái noise đi, giảm cái hạt đi á. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng Photoshop cực kỳ đơn giản luôn, và mình biết chắc chắn là ai cũng sẽ làm được cả. Rồi, nếu như đây là lần đầu các bạn tới đến với kênh của mình, đừng quên nhấn nút subscribe, nút đăng ký ngay phía dưới á. Và đừng quên nhấn nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để mà mình sẽ có rất là nhiều cái video dành cho các bạn kiểu như thế này. Rồi, thì đây với nếu như các bạn đang sử dụng Photoshop ha, nếu các bạn máy các bạn đã cài Photoshop rồi á, hoặc là chưa cài, nếu các bạn chưa cài thì theo mình tốt nhất các bạn nên tìm search Google ha, tải những cái phiên bản Photoshop mà từ CS6 trở lên, ví dụ Photoshop CS6 này, Photoshop CC này, Photoshop CC 2018 hay Photoshop CC 2015, kiểu thế, những cái phiên bản đó các bạn có thể tải về. Thì ở đây các bạn có thể đơn giản các bạn cài vô máy ha, theo cái hướng dẫn ở trên mạng nó có rất là nhiều luôn, cực kỳ nhiều luôn. Rồi bước đầu tiên, bước số 1, chúng ta sẽ mở hình của chúng ta lên, mở và lưu thì coi như mình chung một bước đi. Thì mình để mở hình các bạn có thể làm đơn giản bằng cách click kéo thả vào giao diện Photoshop thả ra thì nó sẽ mở hình của chúng ta lên đó, hoặc là các bạn có thể làm như bất kỳ một chương trình nào khác vậy. Các bạn vào file, chọn open, và chọn những cái hình. Thì hình này mình đang sử dụng là hình gốc của bạn Kiên KK chụp rất là đẹp. Thì ta mở hình lên ha. Rồi nếu các bạn tiếp theo, bước tiếp theo, các bạn sẽ vào trong phần filter này và các bạn click cho chữ là Camera Raw Filter ha, Camera Raw Filter. Ok, nếu như mà máy các bạn chưa có cái này, ok, máy các bạn chưa có cái Camera Raw Filter đó thì mình hướng dẫn này. Các bạn sẽ vào trong Edit, chọn Preference, chọn Camera Raw ha, Edit này, chọn Preference và chọn Camera Raw, tất cả nó đều nằm ở dưới hết Camera Raw. Ở đây thì các bạn ở trong cái cửa sổ hiện lên á, các bạn click vào ngay cái dưới cái phần mà JPEG and Tip Handling này. Các bạn click vô cái phần JPEG á, các bạn chọn là Automatic Open All Support JPEGs. Click vào đó và chúng ta click OK. Rồi, bây giờ các bạn mở bất kỳ một cái hình nào lên á thì nó cũng sẽ hiện cái Camera Raw nó lên cho các bạn. Rồi. Ở trong cái giao diện Camera Raw này á thì các bạn sử dụng tăng giảm sáng cực kỳ dễ luôn, như sau nào. Để tăng giảm sáng contrast ha, các bạn sẽ nhìn vô cái chữ là exposure. Exposure đây có nghĩa là cái gì đấy nhỉ? Khẩu độ thì các bạn sẽ tăng exposure lên thì ánh sáng của chúng ta nó sẽ tăng lên, đơn giản thôi, tăng sáng nhá, gọi là tăng sáng mà. Thì chúng ta kéo lên thì nó tăng sáng lên thì chúng ta sáng hơn ha. Rồi contrast, độ tương phản, thì khi chúng ta tăng lên thì contrast, cái độ tương phản tăng lên và làm cho cái hình của chúng ta nó đậm đà hơn, nó đẹp hơn. Rồi tiếp theo nữa về phần màu sắc ha, như màu ở đây thì mình cảm thấy cái màu ta hơi thiếu quá thì mình sẽ tăng cái màu lên, mà chúng ta click vô cái chữ Vibrant thì chúng ta tăng lên đó, mình cảm thấy như vậy là ok ha. Rồi nếu như cái hình này các bạn đang cảm thấy nó nóng quá hoặc là lạnh quá, thì ý là nó ám xanh nhiều quá hoặc là ám vàng nhiều quá, thì các bạn sẽ tăng giảm ở trên cái gọi là temperature này. Thì như cái thanh này mình, cái hình này á, thì mình đang cảm thấy nó đang là xanh quá thì mình sẽ tăng vàng lên chút xíu cho nó ấm, kiểu thế. Chụp nữ mà thì mình tăng lên cho nó ấm. Rồi thì đó là cái bước thứ hai của chúng ta ha, chúng ta tăng giảm sáng. Rồi tiếp theo bước thứ ba là chúng ta sẽ làm cho nó cái độ tăng nét này, và giảm giảm cái noise, giảm cái nhiễu hạt của chúng ta đi. Một số cái hình chúng ta chụp bằng điện thoại á, thì nó sẽ không ổn lắm cái noise. Thì noise reduction, giảm noise thì các bạn cứ tăng lên, nhớ là tăng vừa vừa thôi, tại vì mấy cái hình mà nhỏ quá tăng quá cái nó bệ cái mặt lại nhìn xấu lắm, cho nên tăng vừa vừa thôi. Tăng làm sao các bạn zoom vô này, các bạn cảm thấy nó không có bị bệt là ok rồi. Bệt có nghĩa là nó nhìn cái chi tiết nó không còn luôn á, nó không phân định được cái mắt hay là cái gì, hoặc là cái da của mình nó nhẵn như kiểu là da búp bê vậy, nó kỳ lắm. Rồi tiếp theo sharpening, các bạn tăng lên để chúng ta tăng cái độ nét ha, để ta tăng độ nét. Ví dụ ở đây mình sẽ tăng độ nét lên hết cho các bạn coi này. Đó, chúng ta tăng độ nét lên. Tất nhiên là làm như vậy nhìn nó kinh lắm, cho nên là chúng ta làm vừa vừa thôi. Rồi. Rồi, thì đó là cái bước số 3 của chúng ta là tăng nét và khử noise, tức là khử cái nhiễu hạt. Đơn giản không? Rồi, sau khi xong rồi các bạn chỉ cần bấm Open Object. Bấm Open. Ha, nếu như Camera Raw mà các bạn mở cái này thì nó cũng có chữ Open vậy thôi. Sau đó các bạn sẽ vào trong File, chọn Save. Save as đi, Save as cho nó dễ, và chúng ta lưu ra. Ví dụ như là đây là mình sẽ lưu file JPEG ha, file thông thường chúng ta, file để up lên Facebook hay là như thế nào đó, thì các bạn chọn là JPEG, JPEG, click vô
và mình sẽ lưu lại ví dụ như là Hưng đã chỉnh xong rồi, và chúng ta click save. Rồi đó là ba bước để chúng ta thực hiện chỉnh một cái hình rất là cơ bản luôn. Thì đây mình sẽ mở hai cái hình lên, các bạn thấy này, đây là cái hình mà ta đã chỉnh rồi và đây là hình trước khi chỉnh. Đây là hình chỉnh rồi, đây là trước khi chỉnh, đây là hình chỉnh rồi và đây là trước khi chỉnh. Có thể thấy cái sự khác nhau rất là rõ ràng, và cái hình sau khi chỉnh ta chỉ chỉnh rất đơn giản thôi. Và mình tin là với cái Camera Raw Filter đó thì kể cả newbie thì các bạn có thể dễ dàng ta sử dụng Photoshop được, và chúng ta không cần quá nhiều cái thao tác nó phức tạp, nó lằng nhằng và nó rồi ok, thì đó là tất cả về video này. Nếu các bạn cảm thấy thích video này đừng quên nhấn like, subscribe để ủng hộ mình, và nếu được các bạn comment cho mình biết là về cái nhu cầu của các bạn cần mình làm những cái gì nữa ha. Đừng quên nhấn nút chuông nho nhỏ bên cạnh nút sub á, để mà khi mình có cái video mới thì bạn sẽ nhận được thông báo luôn. Đó là toàn bộ video này. Chúc các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui. Bye bye.